Cũng liên quan đến đấu giá, viên kim cương xanh mang tên Oppenheimer, đồ trang sức quý hàng đầu của nhà đấu giá Christie trong cuộc bán đấu giá vừa mới diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, đã trở thành viên đá đắt nhất thế giới. Sau hơn 20 phút đấu giá và một cuộc tranh giành quyền sở hữu tuyệt tác này giữa hai người mua giấu tên, viên kim cương đặc biệt nặng 14,62 carat được gắn trên một chiếc nhẫn cuối cùng đã được bán với mức giá 57,54 triệu đô la Mỹ. Tuyệt tác Oppenheimer đến từ một khu mỏ ở Nam Phi, nơi viên kim cương thô lớn nhất thế giới có tên là Cullinan từng được phát hiện vào năm 1905. Kỷ lục trước đó đối với một viên kim cương đồng thời là đồ trang sức thuộc về tuyệt tác mang tên Blue Moon of Josephine nặng 12,03 carat đã được bán với giá 48,4 triệu đô la Mỹ cho một đại gia Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái.